hồng giòn cho ra trái non. Này để vào tháng mùa đông nó mới chín được, nó mới ra, bây giờ mới ra bằng đầu ngón tay. Rồi, hồng giòn đó. Cây nó nhỏ nhỏ nhưng tái nó xâm xê luôn nha. Cây nó nhỏ xíu à. Móc tái nó quằn xuống. Cao không bằng cao cả đầu người.